tính nóng ngày 17 tháng 8 của bài vị ngữ đã ái chào tự do. Một ngư dân Việt Nam bị Malaysia bắn chết. 2.000 tàu cá Trung Quốc tràn xuống Biển Đông sau khi hết lệnh cấm đánh bắt cá. Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông. Lực lượng thực thi luật pháp trên biển của Malaysia hôm 17 tháng 8 cho biết một ngư dân Việt Nam đã bị bắn chết trong cuộc đụng độ giữa ngư dân Việt với lực lượng tuần duyên của Malaysia ngoài khơi bang Kelantan, phía đông bắc của Malaysia. Thông báo của cơ quan chấp pháp trên biển Malaysia cho hay 19 ngư dân Việt trên hai chiếc tàu cá đã ném các vật cứng và gây cháy vào tàu của Malaysia trước khi đâm vào tàu Malaysia. Khi lực lượng tuần duyên Malaysia tìm cách chặn và kiểm tra hai tàu cá Việt Nam vì nghi ngờ các tàu cá này đánh bắt cá trái phép. Cũng theo thông báo từ phía Malaysia, nhân viên của lực lượng tuần duyên Malaysia đã đáp trả bằng cách nổ súng phòng vệ, khiến một ngư dân Việt bị thương và tử vong sau đó. 18 ngư dân khác hiện đã bị bắt giữ để điều tra với những cáo buộc bao gồm đánh bắt cá bất hợp pháp tại vùng nước của Malaysia và tội giết người. Malaysia thời gian qua đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc các tàu cá Việt Nam đi vào đánh bắt cá trộm ở vùng biển của nước này. Hôm 24 tháng 6 vừa qua, Malaysia cho biết sẽ bắt giữ và truy tố các ngư dân Việt Nam vào đánh bắt cá trái phép tại vùng biển thuộc chủ quyền của họ. Tin nói, nhân viên tuần duyên của Malaysia sẽ được quyền bắt cảnh cáo nếu tàu cá Việt Nam có hành động nguy hiểm bỏ chạy và không tuân theo mệnh lệnh của cơ quan chấp pháp biển Malaysia. Malaysia còn cho hay, kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát hồi đầu năm đến nay, số lượng tàu cá Việt Nam đi vào vùng biển của Malaysia đã tăng vọt. Hơn 16.000 tàu cá của Trung Quốc đã tràn xuống biển Đông sau khi lệnh cấm đánh bắt cá do Bắc Kinh đơn phương áp đặt lên vùng biển này chấm dứt vào ngày 16 tháng 8 vừa qua. Thông tin từ đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết như vậy hôm 16 tháng 8. Theo thông tin từ truyền hình Trung Quốc, các tàu cá này ra khơi từ đảo Hải Nam ngay sau khi lệnh cấm đánh bắt cá chấm dứt. Chuyến ra khơi mất khoảng từ 6 đến 7 ngày. Lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm do Trung Quốc áp đặt ở biển Đông bắt đầu vào ngày 1 tháng 5 và thường kéo dài khoảng 3 tháng. Theo Tân Hoa xã, lệnh cấm đánh bắt cá năm nay được coi là nghiêm ngặt nhất từ trước tới nay. Trong suốt thời gian 3 tháng rưỡi, lực lượng chấp pháp trên biển của Trung Quốc đã điều hơn 5.600 tàu tuần tra và phát hiện hơn 1.700 vụ vi phạm, khoảng 1.600 tàu đánh bắt cá lậu bị thu giữ và 630.000 mét vuông lưới đánh bắt cá bị gỡ bỏ. Trong thời gian Trung Quốc thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá, các tàu cá của ngư dân Việt Nam đi đánh bắt cá ở Biển Đông đã gặp nhiều khó khăn. Hôm 10 tháng 6 vừa qua, một tàu cá của ngư dân Việt Nam khi đang đánh bắt cá ở ngư trường truyền thống gần quần đảo Hoàng Sa đã bị tàu Trung Quốc truy đuổi và đâm hỏng. Nhân viên tàu Trung Quốc đã lục soát tàu cá Việt Nam và lấy đi nhiều ngư cụ cũng như hải sản. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối hành động này của Trung Quốc và khẳng định Việt Nam có chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Trung Quốc vừa thực hiện một cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông với sự tham gia của tàu chiến Hui đóng tại Hồng Kông. Video của lực lượng Trung Quốc đồn trú ở Hồng Kông công bố hôm chủ nhật ngày 16 tháng 8 cho thấy hình ảnh tàu Trung Quốc bắn pháo thủy lôi, trong khi lính Trung Quốc thực hiện các hoạt động chống cướp biển và khủng bố. Theo The South China Morning Post, cuộc tập trận chống ngầm là một thành tố quan trọng trong cuộc tập trận lần này của Trung Quốc. The South China Morning Post trích lời một chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh cho biết cuộc tập trận là một hành động mang tính biểu tượng nhằm cảnh báo các lực lượng đòi độc lập ở Đài Loan muốn ngả về phía Mỹ. Hình ảnh video của tập trận được công bố chỉ một ngày sau khi Mỹ thông báo cuộc tập trận của Hải quân Mỹ ở Biển Đông hôm 14 tháng 8 vừa qua với sự tham gia của tàu sân bay USS Ronald Reagan. Trước đó, Trung Quốc cũng thông báo cho biết nước này đang lên kế hoạch tập trận bắn đạn thật gần Đài Loan, sau khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói rằng quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin tối mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của bài Việt Ngữ đã chào tự do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.